Hello, xin chào mọi người, mình là Tăng Cơ của Layout the Endymion Community đây. Thì hôm nay là video về Genshin ha. Thì mọi người biết thì dạo này mình đăng Genshin hơi là nhiều, nhưng mà do là hết ý tưởng rồi. Và đây là chuỗi ngày 14, à không, 17 ngày để mà farm thánh di vật của môi trời ha. Thì môi trời của mình hiện tại đang top 3% trên Akasa, đúng không? 3% với lại chỉ số này như vậy khá là mạnh đúng không? Thì top 3%. Và thì tại sao mọi người hỏi là tại sao mình bỏ 17 ngày thì mình thích con số đó thôi đúng không? Mình bỏ 17 ngày ra, nhưng mà mỗi ngày mình chắc chắn mình phải bỏ 5 nhựa, có nghĩa là mình phải bỏ thêm nguyên thạch ra để mà mình farm cho môi trời ha. Nên nếu mọi người thích cái content như thế này thì mọi người bỏ like và subscribe để mình có thêm động lực để mình làm mấy cái video như thế này ha. Nhưng mà nói trước làm vài cái về cái chỉ số trước thì mọi người có thể thấy chỉ số như vậy. Vũ khí thì chắc chắn là không farm được rồi. Thì bốn chơi bốn set hiện sự ký định đại cát ha, cũng là set chấn của môi trời. Thì chính di vật nó như vậy đó, mọi người thấy thì nó cũng có thể upgrade được ở cái ly và cái mũ. Cho nên là chúng ta bắt đầu vào farm thôi ha. Và hy vọng sau 17 ngày farm thì chúng ta sẽ có được upgrade cho môi trời. Nhưng mà mấy cái lần trước thì hơi xui á, thì nói thiệt là mấy lần trước chơi môi làm môi trời hơi xui nha. Thì cơ bản là mình tốn tới tận 4-5 tháng gì đó để mình farm được cái bộ này ha. Và cái này vẫn là cái mũ mà crit dam mà mạnh nhất cái admin, cho nên là không có thay được cái mũ này on set cho môi trời. Ok, bắt đầu farm thôi. A few minutes later. Ok, ta bắt đầu vào. Chơi cái set ten nữa nhỉ? Tại mất cái dòng đó. Lần run này nó còn không có cả ký nữa. Mà người ta cho cái gì đấy? Cái gì đấy? Mù mắt tôi rồi. Sao cái set không phải sự ký lại tốt như thế này. Đây thì cái này từ là cái gì? Công tác tấn công ăn thử nó tên luôn tấu mà nó không vô crit. Bao nhiêu HP 2 lần, ok. Ok, nhưng nó không đôi tốt. Ok, thì biết là Ray crit down cái thứ nó khó lên á. Hên là cái này không vô tốt, nó vô tốt thì mình cảm ơn. Thì một vật cho Sino mỗi ngày á. Làm cái này thành content luôn đi. Một thánh gì vật cho Sino mỗi ngày. Ok, đây. Ý mọi người bình tĩnh, mình chưa có lông. Chẳng lẽ content thực sự của chúng ta là lông là Sino piece chứ không phải là Scara piece sao? Ok, thử coi. Trên nâng nó lên 16 luôn không mọi người. Ok, thử nè. Vô. Nó tệ hơn mình tưởng. Mà mình chưa có lông cho nên là mình sẽ thử. Mình có lông trên Sino cho nên giờ mình phải thử. Nó vô một vòng sát thương bạo nữa thì xài được ha. Bỗng nó vô và nó vô tấn. Ok. Mà ý là mình chưa có lông. Tạm bỏ vô được. Ok, ngày thứ nhất là vậy ha. Mọi người hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ hai. Ok, ngày thứ hai bắt đầu nha. Vẫn 5 nhựa và một giấc mơ. Ok. Nếu mà mọi người không biết thì ngày hôm qua là mình bị đổi cái mic ấy, cho nên là các mọi người có thể nghe tiếng được tiếng không ha. Lỡ mọi người nhiều và mình đã chỉnh cái mic lại rồi. Hy vọng là nó sẽ không bị đổi như cũ nữa. 3 món. Nhưng mà trong game này chơi theo xác suất thống kê, cho nên là cái tỷ lệ mà 3 món này nó ngon không cao lắm ha. Ơi sợ. Cái này thử coi. Tinh thông thì nó ngon nhưng mà dòng phụ nó không ngon, mà mình có tinh thông rồi nên là không cần. Hiệu quá nạp. Ok. Và hắc. Cái này mà là cái ly là mình húp lắm nè, nhưng mà là cái này cái nón. Tại sao?
Nãy thì double crit rồi đấy, nhưng không đúng đồ rồi, lần này thì không đúng cả set luôn. Ok, I'm fine. Ok, nhiệm thứ ba nè. Hy vọng là lần này cho đúng set dùng cái, làm ơn. Ok, thì hai cái lông, thì hai lông thì bọn mình cũng có thể tấn gọi là upgrade được cái lông ha. Và hy vọng là double crit thì qua nạp và tấn công. Giờ chứ giờ cái lông mình đã 35 CV rồi, một là nó cao CV hơn cái cũ, hai là nó gọi là nó tối ưu hóa được những cái dòng phụ thôi. Và không có gì nè, và không có gì luôn. tại sao cái set này nó lại cho hiệu quả nào với tinh thông, trong khi cái set kia với cái set cần hiệu quả nào với tinh thông. Ok, lần này chúng ta sẽ được cái gì đây? Một cái lông, một cái hoa, mỗi cái một set. Và cái này như mình dự đoán thì nó y chang như cái hoa kia, nhưng mà cho cái set dành cho đứa concrete. Ok, nhựa cuối cùng của ngày. Và sau đó chúng ta sẽ tới với lại chuyên mục mỗi ngày một thánh di vật cho Sino ha. Ok, hy vọng lần này cho làm ơn cho cái gì đó ngon ngon xíu. Cái ly có thể xem được cái này thì không ngon rồi nè. Rồi, làm ơn cái ly sát thương nguyên tố phong double crit vô một ước một 40 nhựa một ước mơ. À, phòng ngự, tại sao cái dòng phòng ngự mà hiệu quả nạp ra khác cái này mà mình mà dòng phòng ngự là mình dòng sát thương nguyên tố phong là mình hấp thử luôn á. A few minutes later, ship cho tôi một thánh di vật Sino. Let's go. Làm ơn. Cái hoa. Và không có gì, không nào có gì cho cái hoa. Hoa Sino ha. Ok. Ok, tại sao cái này lại ngon thế nhờ? 4 dòng xài được luôn. Ok, thử coi. Hiệu quả nạp. Không, thật ra ngon nha, hiệu quả nạp ngon nha. Tại vì mình đang có sát thương bạo vẫn ký như là giờ trừ khi là nó ngu ơi là ngu á đó, thì quả nạp ngon nè, tinh thông lát nữa vô lần cuối cũng ngon luôn. Tại vì mình đang cần cái mũ, một mình chưa có cái mũ HP nào mà tốt cho Baizu á nè. Giờ vô mà tinh thông hay là thì quả nạp húp luôn rồi. Tí cũng được đi cái thật sự nha, giờ mình có cái mũ luôn cho Baizu thì quả nạp là tinh thông tỷ lệ sát thương các thứ mạnh ơi là mạnh luôn nè. Ok, thì hết ngày thứ hai rồi. Và ngày thứ ba gặp lại nha. Ok, hello mọi người. Ngày thứ ba nha. Ok. Thế nhưng hôm nay đổi gió xíu đi. Bữa giờ cầm team có Scaramouche thì không có win, không có hiệu quả cho lắm. Yeah. Hôm nay thử cầm team mà sử dụng được cái set còn lại đi. Thử coi nó có ra được cái set còn set sự kiện đình lại cát cho mình không. Và nó ra set còn lại. Ok bro, tăng sát thương nguyên tố nham thì mình cũng đang cận. Thì nó hôm nay nhận được toàn set kia không nha. Không, ok, tốt. Ok, ly phong. Ly tấn công. Không cần lắm, mình có một cái ly 38.9 rồi, yeah. Rồi, mũ crit dam, dòng phụ crit rate. Crit dam đúng rồi nè. Giờ lát nữa dòng 4 nó vô crit ray là cũng ngon à. Mình đang cần luôn, hợp lý, có hiệu quả nạp nữa. Ok. Thì Barbara đi biết nghe cũng có vẻ vui mà. Nhưng mà mình đang có sẵn, mình không có Kukumi cho nên là Barbara vẫn xài, phải xài team này thôi. Ok, nhựa tiếp theo. Cái này mình cũng không cần hoa lắm, tại vì hoa nó cũng mạnh lắm rồi. Tăng sát thương vật lý. Vô liền. Mình không có character nào thấy được vật lý trừ Freminet với lại Razor luôn, mà giờ Razor chơi 7 màu mạnh hơn. Ok, vậy là có vẻ như Freminet mình là trở thành, sẽ sắp trở thành số 1 tay bá rồi. Ok, lần này được hai cái tiếp. Một cái ly, một cái nón nữa, y chang như lần trước luôn. Đi phong vẫn ly tấn công, vẫn ly tấn công. Ok, nón sát thương bạo. Nón. Thì nó cho, thì đúng là nó hiện tại thì nó cho cái set còn lại của set còn lại ít hơn là thần xa đấy, nhưng mà set còn lại ít hơn sự ký ấy, nhưng mà vấn đề là thần set còn lại vẫn không ngon cho lắm. Đúng không mọi người? Ok, nửa cuối nè. Rồi nửa cuối là chúng ta sẽ có gì nha. Ok, vô. Và lần cuối thì nó không cho sự ký luôn.
Bằng sát thương nguyên tố băng không cần có hai nhân viên thì hai cái sát thương nguyên tố băng y chang và dòng phụ siêu tử. Ok. Này, để coi sát thương nguyên tố nham có vô crit không nha. Vô crit thì mình vô crit ray thì mình xem được, xem xét được tại vì mình cũng đang cần F công vô tấn công. Nhưng mà cái sát thương nguyên tố nham mình cũng đang có 20 CV à. Đó. Để vô thêm 2 lần nữa là mình xài được ha. Vô. Đúng. Không, nó lệch rồi. Ok, còn có 2 lần thử nữa tốn hàng lắm. Khó xài. Cái này mình giữ cho xài cho cô Lay á. Nha mọi người. Tăng sát thương vật lý thì để đi. Ok, để coi cái này lên cộng 4 nó ngon không. Ok. Chọn cái crit rate đi, chọn cái crit rate. Crit rate. Đặt B không xài được, bỏ đi. Ok, thì mình có cái nón này nãy đánh nguyên liệu cho Furina cũng ngon nè. Từ thử cái sát thương vật lý đi ha. Ok, vô. Coi mạnh không? Đúng. Yeah. Ok, nó không mạnh cũng được. Cũng đỡ ha, không mạnh thì cũng đỡ. Premini mà tự nhiên mình không có chạm vật lý nào mà giờ tự nhiên phải đi build cũng hơi cực ha. Ok, tới cái này vô. Sát thương bạo. Một lần sát thương bạo, hai lần phòng ngự. Nhưng mà cái nón này thì chưa có character nào mình xài. Ý nó là chưa có cái nón nào tốt hơn hai lần. Chưa có cái nào hai lần cái vô sát thương bạo á. Để anh thử coi. Ok. Ngự vương. Ok, ngự vương người chịu rồi, ngự vương chịu. Còn lại gì nha. Tổng hồ. Ly à. Thế thường nguyên tố lối. Ly tấn công. Cũng được. Mình có cái ly 40 rồi, giờ thêm mà thêm cái ly 40 để thì cũng không vấn đề gì lắm. Thử ra mọi người, thử. Vô. Đúng. Và nó vô hết mới vui chứ. Nó vô hết thiệt kìa. Hơi low roll nhưng mà nó vẫn vô hết kìa mọi người. Vô coi là cuối. Đúng. Ừ. Ảo thế nhỉ. Nhưng mà cái này đâu xài được cho xây đâu. Cái này tấn công mà. Ảo thế nhờ. Ok. Ok, hết ngày 2 ha. Hẹn gặp lại mọi người ngày tiếp theo. Ảo thế nhờ. Thì hôm nay là ngày thứ 4 nha. Rồi, let's go luôn đi. Hôm qua chúng ta đã tìm hiểu được là cái đội hình nào nó không ảnh hưởng lắm. Nhiều khi mình chơi đội hình gốc nó còn ra tỷ lệ đồ có vẻ ngon hơn. Thôi, chơi đội hình gốc đi. Ok, ngày đầu tiên, let's go. Hy vọng là chúng ta sẽ được đồ ngon cho môi trẻ ha. Ok, thử ký. Yes, hai cái thử ký luôn, hai cái mình cần upgrade nữa. Để coi, double crit hiệu quả nạp. Có hiệu quả. Có hiệu quả nạp đấy, nhưng mà tại sao? B phòng ngự, Y tấn công, double crit. HB, một crit. Ok. Chúng ta cày hôm nay là ngày thứ tư là được 800 nhựa rồi đấy. Đúng không? 800 nhựa luôn rồi. Ok. Một cái hoa của cái chất mộng đúng không? Có hai chân viên thất lạc. Có tinh thông nè. Suy nghĩ ha. Nếu mà nó vô hết tinh thông thì được. Mà nó tinh thông max roll nữa. Let's go. Được rồi. Lần này còn không có set sử ký luôn. Ok. Tinh thông. Ok. Tinh thông. Hiệu quả nạp sát thương bạo. Tinh thông tấn công. Xem thử. Tại vì giờ đang thiếu đồ hiệu quả nạp dòng chính với double crit á. Let's go. Cảm ơn cho con xin đúng đồ. Kệ ba cái. Để xem cái set này chứ đi ha. Tinh thông cũng có. Cái set này mình cần tinh thông thôi cho cookie á. Còn lại phòng ngự. Ok, ít nhất nó không ngon. Rồi hoa đây thì mình không có mong chờ gì lắm ha. Đó.
Ok, những cuối cùng nè. Hôm nay là chỉ toàn set của gì luôn, set bên môi trề mình còn không thấy có. Đây, ok, cũng như hai nhựa đầu. Hy vọng có cơ hội nào đó. Vô. À, không, cái này không. Vô. Tinh thông nguyên tố. Lớp này xong rồi chúng ta tới chuyên mục đội Sino nữa. Cái này up lên luôn. Không vô đồ ngon thì thôi. Một lần tinh thông và hai lần tấn công thì vứt. Ít nhất nó có hai lần nhỡ vô hai lần tinh thông thì mình còn suy nghĩ. Cái này lên 4 thử nè. HP à? Thôi không cảm ơn. Ít nhất cái đó không vô gì ngon. Rồi tới cái này. Cái này 4 vòng thì quá nạp tinh thông. Vô cả hai là được. Vô. Đúng. Tất cả mọi thứ trừ tinh thông luôn. Ôi. Đây là lất của set này luôn. Lất set này là mọi thứ sẽ không vô tinh thông rồi. Ây dạ. Vô. Đúng. Nó vẫn vô tất cả mọi thứ trừ tinh thông. Ok. Nét bét luôn mọi người. Rồi có gì nè. Vô. Đúng. Tại hoa. Hoa mình update được nhưng mà khó lắm. Ok. Ok, hôm nay không có đồ gì luôn ha. Cảm ơn mọi người, vậy gặp lại mọi người ngày mai. Ok, 5 nhựa nữa nha mọi người. Ok, nhựa đầu tiên. Sát thương bão, let's go. Có tinh thông, nếu mà vô hết tinh thông thì chơi được. Đồng hồ, maybe. Được, một giờ tiếp theo mình hay bị liệu á. Sorry mọi người. Ok, long. Có tinh thông, có hiệu quả nạp, ok, thử được. Nãy giờ nhiều đồ thử hết. Phòng ngự mạnh, ngự vương. Đã tiêu 3 nhựa, rất nhanh. Ok, 3 đô cũng được. Vô. Cái này cũng có tinh thông, với HP nữa. Cái này thì mình không mong chờ lắm nè. Ly thôi. Sát thương nguyên tố lôi được nha. Mình đang thiếu sát thương nguyên tố lôi. Lần này hy vọng có gì ngon á. Cố lên. Đồ ngon. Cũng một set này một set kia. Cái này thì tệ nè. HP, ly HP, tỷ lệ bạo không. Em thử cộng 4 nếu mà vô sát thương bạo thì mình chơi được. Yeah. Lần này thử không skip coi cho đồ ngon không. À, nó không cho đồ ngon. Hai set kia luôn. HP tỷ lệ bạo tấn công thử ơi, thử đồ dĩ lanh phòng ngự sát thương bạo kích phòng ngự ngự vương. Em thử luôn. Hôm nay không có cái nào thực sự chưa, kiểu như set của Wanderer chưa có nào thực sự ngon á. Nếu kiểu như là mấy cái này có thể test để mà coi test nước được đó, như cái này vô tinh thông nè, mà rớt vô tinh thông thêm lần nữa thì mạnh. Được rồi, vô tinh thông không? Thì nó không vô tinh thông nè. Thì dục ơi đó, ví dụ cái này rồi, cái này thì năng mạnh để đó đi. Cái này thử lên 4 trước thì quá nạp ngon nè đó. Rồi thử lên cộng thêm cái cộng 8 vô tinh thông không. Cái vô hiệu quả nạp thì vẫn còn nâng được. Đó, thử coi. Nếu mà lần này nó không vô tinh thông thì dục luôn. Đó, nó vô tinh thông, siêu mạnh nè. À, đang cần. Nếu mà vô tinh thông o thì mạnh thôi. Đang cần mà. Đây, rồi tinh thông lần nữa đi. Vô. Mỗi cái vô lần thanh nốt đó ta. Mình nghe cái này thanh nốt quá. Nghe này thanh nốt mọi người. Mà anh vô tinh thông lần nữa thì mình sẽ so sánh với lại mấy cái đang xài hiện tại thôi. Đơn giản mà. Vô lần cuối. Đúng. À không, nó vô sát thương bạo luôn. Ok, dục cái này dục á. Nó thấp tinh thông quá. Set này cần tinh thông mà. Yeah. Thử này lên 4 rồi. Có cái hiệu quả nào thì húp. Đúng. Đúng rồi hả, ngon nè. Vô. Ôi luôn. Vô mọi người. Siêu mạnh. Đúng. Nó vô hết tấn công. Mất luôn.
vứt liền tại chỗ. Ok, tới cái này đi, all in thử rồi. Cho tinh thông ấy, please, làm ơn. Cho tinh thông đi, tinh thông. Hai lần tinh thông. Thử được. Thử lửa được. Hai lần tinh thông thử lửa được. Ok, vô. Lần tinh thông nữa. Hiệu quả nạp hả? Mà tinh thông cái này ổn chưa, không bằng cái này, chỉ có nhiều hiệu quả nạp hơn thôi. Bước chịu. chịu. Rồi tới ba cái này. Cái này chưa đi. HP nè, ngon không? Không, bây giờ HP còn lại. Cái này cho mấy miếng tăng á thì xài được, mấy đứa mà thuần tăng thì xài được. Ok, tới cái này. Thường nguyên tố lôi tí lệ. Hiệu quả nạp. Ừ thì cũng được á, nhưng mà tại sao? cũng được đi. Phải vô thì qua làm nữa dùng đi. Cái miếng này ít nhất phải vô sát thương bạo hai, sát thương bạo một lần thì mình suy nghĩ. Cái này vô sát thương bạo nè, ấy tỷ lệ bạo nè, tỷ lệ bạo vô, tỷ lệ bạo làm ơn. Còn ok, buồn mọi người, hơi buồn. Hôm nay không có gì luôn, gọi là nâng cấp, thậm chí không có cơ hội luôn, họ hoa, rồi, không có gì luôn. Ok, không có gì nha mọi người, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, hôm nay ngày thứ 6 nha mọi người. Năm giờ đầu tiên mà nó ra, một giờ đầu tiên mà nó ra cái này, ok, sát thương bạo, tinh thông nguyên tố, tấn công, để thử rồi, thử cũng được. Ok, một set này, một set kia. Sát thương nguyên tố phòng, vô. Sát thương nguyên tố nhèm. Rồi, sát thương bạo. HP, quá mạnh luôn. Lại bay du nữa. Để coi được cái gì không. Nãy giờ hai chứ. Ôi. Ý, quay video cái được một lần 4 rồi, ngon. Nhưng mà theo sát số thống kê thì 4 thì nó không đồ ngon lắm. Để theo phòng ngự nè, để phòng ngự luôn nè. À, lại sát thương nguyên tố nha. Ok, cái này có tỷ lệ bạo giữ được. Sát thương bạo tỷ lệ. Sát ngược lại nữa, ảo thiệt chứ, ảo. Tấn công. Còn đó thấy không? Được nhưng mà không được set mình cần. Ok, nãy cũng có vài độ khóa được nhưng mà không phải set đúng, cho nên giờ hy vọng set đúng là mà nó không ra set đúng thiệt. Ok. HP hiệu quả nạp cũng được. Tăng trị liệu. Ok, chịu. Chịu luôn. Let's go. Giữa cuối cùng ngày hôm nay, liệu chúng ta có được một mảnh nào có hy vọng của môi trời không? Có cái hoa, mà cái hoa là cái mình không cần nhất, ok. Rồi nó không tốt luôn. Ở đây HP chịu. Ây da, khóc thật chứ, ngồi khóc để buồn luôn. Có 1, 2, 3 cái nè. Cái này lên 7, lên cộng 8 thì chúng ta lên cộng 8 thử chứ đi ha. Phòng ngự ba dòng không ngon cho lắm, nhưng mà nếu nó vô hết tinh thông thì vẫn xài được. Nói chung là thử vô một lần tinh thông nè, 21 cũng được nè. Rồi vô tinh thông lần nữa không? Không rồi, đã dục phí phút quá. Rồi cái này nếu mà nó không vô tỷ lệ thì cũng dục, ở sát thương thì cũng dục luôn. Nó vô thiệt kìa. Ok, vậy để test nước. Ok, test lửa thử. Vô. Mỗi cái một dòng là nó đang mạnh hơn cái hiện tại của mình 3 CV rồi, ok. Lên thử cũng được. Ok, thử nha. Đúng. Oh, 30 CV, vậy là mạnh hơn cái hiện tại của mình cho Yongli rồi. Ok, hợp lý, ngon. Và cái đó tấn công nữa, Yongli sẽ đam to hơn. Cũng được. Ít chứ hôm nay cũng được. Rồi, cái này là mới là mục tiêu chính này. Giờ cậu 20 vô là nó vô cái rác là chịu này. Vô. Đúng. Yeah.
Thấy không? Đọc lệnh rất đúng. Sao mà sai được? Thì như mỗi lần một miếng cho Sino, một miếng khi Sino đói, còn một gói khi Wanderer non. Ok, let's go. Vô, bỏ vô nè. Long à, không cần. Thì thôi hôm nay thử làm content thêm vài cái thánh di vật cho Yongli đi ha. Chúng ta làm được 4 cái nè. Ok, làm thử. Được một cái này nè, ngon. Tỷ lệ bạo hiệu quả nạp nè. HP dòng chính cũng được. Cái này tấn công mà, tấn công cũng được nếu mà mình chơi Yongli nút đam ha. Cái này vô thêm HP nữa, chịu rồi vậy. Ok, rồi cái này lên cộng 4 thôi. Phòng ngự. Ngự vương, rồi dùng. Trẻ à. Rồi chắp cuối cùng. Liệu là chúng ta có được một cái HP hay không? HP. Lý HP. Đây, HP. Yes, đúng rồi, thấy không? đọc lệnh siêu đúng. Đang thiếu mà đúng không? Lần thẳng luôn. Đúng. Ý mạnh phết mày, mạnh phết mọi người. Mạnh phết so với cái này. HP, cái này là để full HP này, mà cái này có xíu hiệu tỷ lệ này cũng được. Ok, mọi người gặp lại mọi người ngày mai nha. Xin luôn mọi người ngày thứ 5 nha. À đúng. Hôm nay ngày thứ 7. Ok, let's go. Hy vọng là được đường đi. Được luôn đi. Ok, hai cái mũ nè, hai cái mũ crit ray, crit dam, crit dam, crit ray cũng được. Phòng ngự, trong phụ thì đúng rồi đó. Tấn công. Ly à. Công tỷ lệ. Ly à, Ly thì cái thường mình tốt phòng ha. Thường nguyên tố băng à, là đúng một chữ à, cho gì do luôn đi, cho đồ ngon đi. 3 cái. Ok, tinh thống giữ được, giữ được mà giữ low roll dữ dội luôn. Phong ngữ thái thường nguyên, thái thường một kích phong ngữ, phong ngữ. Ok, giữ thứ 4 luôn rồi đó à, làm ơn please. Ok, một hoa, một lòng. Nè tính thông nè cũng được. Cái gì, cái lông này thì cho nó sát thương bị tỷ lệ đi. Ở thì sát thương đúng rồi, lệch đúng dòng tỷ lệ. Giữ cuối cùng trong ngày. Liệu ta sẽ có gì không? Ok, đúng xét, đúng xét. Thế rồi, lông tỷ lệ sát thương. Thì nó có tỷ lệ. Mà đúng không? Sát thương. Rồi. buồn. Ok, ấp thánh di vật thôi. Cái này, hai cái này không ấp được. Ấp cái này lên 4 trước. Là tấn công thì vứt. Em dễ rồi. Cái này nữa. Cái này ra không ra sát thương bạo thì cũng vứt luôn. À nó ra sát thương bạo thiệt. Ok. Ok. Ấy à. Ui da. Tốt thế nhờ, từ từ. Hơi phiền. Rồi, đứng cái này trước thử đi. Cho lên cộng 8. Ô, phòng ngữ thêm lần nữa, quá mạnh luôn. À mà vô HP dục ha. Rồi, giờ tới cái hoa. Hoa, thử cộng cái thằng này vô. Nó sẽ ra gì? Hiệu quả nạp cũng ngon, cũng ngon. Vô tính thông luôn, ngon, đang được. Vô lần nữa đi. Phòng ngự hả? Ê, hết độ, à thật ra còn cái này. Tay đỡ rồi. Vô tính thông lần nữa thì cứu được. À rồi, nó không vô tính thông rồi, nó Thanos rồi. Ok. Rồi, giờ tới cái này. Chủ đề chính của ngày hôm nay. Cộng cái này vô.
cộng food vô. Ok. Rồi, làm ơn Praise. Nó vô all in, tỷ lệ sát thương bạo là 40 CV đấy mọi người. Praise. Vô gì, vô gì. À, thì nó cũng ngon đấy nhưng mà ai hơi buồn nhỉ. Được cái được á, nhưng mà nó lệch một vòng xong nó thành ra nó không tốt hơn cái lòng cũ rồi. Đây sẽ là món gì đây? Một cái lòng, lòng mình ngon lắm rồi. Yeah. Ok, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại ngày mai. Ngày thứ 8. Ok, hôm qua thì chúng ta được một mảnh đang ngon. Nhưng mà cái đó ngon đối với những người vừa mới farm, bắt đầu farm cho Wanderer thôi ha. Còn mình thì farm cho nó quá lâu rồi, cho nên là yeah, cái mảnh đó mình không giữ được. Ok, cái gì đây? Ok, không, không xét luôn. Why? Why? Cái lông này mà cái kia, cũng có set kia mình húp hết luôn. Why? Ở nhà mình cũng đang có cái 40 CV cái này rồi mà. Không thiệt chứ. Vẫn không set Wanderer, cái này mà đã một crit là hại lắm nè. Thêm một crit mà nó còn max roll crit cộng tấn công nữa. Này crit là hài, ok. Ghê hơn là nó phòng ngự rồi mọi người. Nó mà crit cái là mình khóc luôn. Từ ngày làm ơn, sao đúng set đi. Ok, có một cái lồng nè. Phòng ngự. Phòng ngự liếp. Ô, làm ơn cho đúng set. Và dòng nó tốt tốt xíu. Rồi cái cát còn nâng cấp được. Cái này lên 4 thử á. Cái cát còn nâng cấp được không mọi người? À, bỏ cho phòng ngự hết nâng cấp gì hết cuốn. Hy vọng có cái gì đó đi. Hôm nay đừng làm ơn, đừng chỉ có mỗi cái lồng kia thôi chứ. Ok, hai đồ của set này luôn. Cái này thôi trước cho chắc ăn. Đi HP. Còn một một crit đi. Một HP luôn. Tính sao cái này có double crit không? Nó không có bộ crit thì nó không ngon nha. Ok rồi thôi. Cái này mà nó bộ crit cho mình cũng hơi khóc. Cái này mà có nó bộ crit không? Không thì quên nào. Ok. Hên hên hên. Rồi giờ cái này à, giờ mình sẽ fit cái mảnh 20 này vô cái cái này. Tại cái này mình nói rồi, mình không xài cái này nha. Ta lấy cái này, tặng cái này để coi. Có một lần giữ HP, một, mỗi cái một lần. Nhưng nghĩa nó yếu hơn cái của mình hiện tại rồi, cho nên bước luôn ha. Nếu mọi người không biết thì cái này là 28, cao nhất cũng 35, 36, mình có 40 rồi ha. Ok, hên quá, dùng được. Nên nó có thêm một cái 40 nữa chắc mình hơi khóc. Tại vì kiểu như cái set đó set không cần crit á, cho nên là mình chỉ cần mỗi, nếu mình nó còn một mảnh crit thì mình chỉ cần một cái mạnh nhất của mỗi mảnh thôi. Cái mà crit cao nhất của cái đó của set mà không cần crit thôi, ví dụ như là set đó người ta chơi toàn toàn tinh thông với lại hiệu quả nạp hay là HP không, chứ không ai chơi crit. Chứ nếu mà có ai chơi tay phong của cái set đó thì mình cũng có thể maybe lấy crit cũng được. Ok. Như chúng ta bình thường thì một mảnh sai lo mỗi ngày nhá. À, nhưng mà mình tới tận tầm cái mũ về cho một cái mũ đi đi ha. Thì có gì đây? Lại lông. Ê ê ngon mọi người. Mặc dù cái lông mình đang ghét là ngon rồi nhưng mà ê cũng đó một crit. Đứng được, đứng được. Thế rồi. Thử để đi cho nóng nè. Được luôn. Nó vô hai lần tấn công. Nó vẫn còn đang có cơ hội ha mọi người. Nên thử coi. Nếu mà nó vô crit lần nữa 30 CV thì giữ được. Tại vì các bạn có 2 tấn công nè. À không, nó vô tấn công lần nữa nên không giữ được ha. Mình có cái gần 40. Nè. Cái lông mình kiếm được cái này cũng mạnh quá ha. À, gần 40, cái này thì nó dòng cũng đẹp thôi.
thu không giữ được. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nha. Hôm nay ngày thứ 9 nha, cho mọi người coi ha. Hai cái mũ, ok, hai cái mũ thầy tấn công, thầy tăng trị liệu. Tango đi tìm The One Piece. Ma, ma thì yeah, nhưng mà dự đoán thì chắc không có gì ngon rồi. Ok, gặp lại mọi người ngày mai nha. Ngày 10 nha mọi người. Mọi người phòng ngự HP phần trăm tỷ lệ bảo kích sát thương bảo kích. Ly 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 ẩm hợp lý nha. Ly này ngon, ly này ngon, ly này ngon. Không gì luôn. Tinh thông thì quá nạp. Mấy bí tinh thông 23 ba có phòng ngự. Phòng ngự thì chắc là đúng nghĩa ngự vương. Hai cái phòng ngự thầy chứ đi. Các thương bạo rất nó cũng không tệ. Tinh 8 thử. Ok, phòng ngự dùng. Mình có nhiều quá nhiều đồ tốt để dùng cái này. Cái này chắc là cộng với lại cái này luôn thử đi. Ok, tao mở thương dòng. Dùng. Rồi, giờ tới nhân vật chính của ngày hôm nay của chúng ta. 40 CV. Mình chỉ cần là vậy thôi. 40, let's go. Cảm ơn. 40 CV. Cảm ơn. quên chưa bấm xác nhận. 1, 2, 40 CV. 40 mọi người. Let's go. 40 CV. All in kìa. Nó hơi lô rôn xác đừng bảo. Nhưng mà all in, let's go. Vui. Hôm nay có đồ hấp rồi. Mặc dù không phải cho môi trẻ. Đúng nghĩa phàm cho môi trẻ. Các vị thần của tôi trở nên mạnh hay là mạnh. Đúng. Nón tỷ lệ bạo, sát thương bạo, tinh thông thì quá nạp vô. Đúng dòng phụ rồi. Đúng dòng phụ rồi. Mà sai dòng chính. Mày đơn thử đây. Ok, tên 16 thử ha. Không được thì mình yếu. Mày nói all in thiệt kìa. Có all in thiệt kìa mọi người. Ảo thế nhờ. Nó all in thiệt kìa. Chưa được 40 nhưng mà yeah. Cảm ơn mọi người vì đã coi khúc hôm nay nha. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Ngày 11 nha mọi người. Cái này giữ cũng được không mọi người? Ở cái này cũng được nè. Ý cái này mình đang cần nè. Nó vô tỷ lệ, nó vô sát thương bạo đi. Cái sát thương bạo thì mình rất là vui luôn. Ok, nâng thử đồ nè. Không bình thường, là quá nạp thì bình thường. Ok, tới cái thứ hai. B cũng bình thường. Ok rồi, tới cái này thử coi. Nhân vật chính HP luôn, thử lên 8. 8 không có gì thì dùng luôn. Đó rồi, ok. Ok, hôm nay không có gì hết. Tại hoa. Ê, cái này có tỷ hiệu thiệt. Cái này có hiệu quả nạp nữa, giữ thử. Tại cái còn lại mình cũng không ngon lắm. 4 thử coi. Ok, cũng được luôn. Ok, hẹn gặp lại mọi người ngày mai nha. Ok mọi người, hôm nay là ngày thứ 12 nha. Ý, này maybe mà cả hai cái đều là phòng ngự thêm một cái bạo. Hơi nhìn hơi đai nhỉ. Cái này maybe. Cái này cũng ngon rồi. Rồi.
và không có gì luôn. Cho tỷ lệ thiệt kìa. Được. Kiểu quá nạp thì không cần lắm. Để cái này lên coi lên được tỷ lệ bạo kìa. Để hôm nay được hai thứ có tiềm năng nè mọi người. Ok thử coi. Cái này quăng thẳng cái 20 vô. Được rồi. 40 CP không? Không, nó lệch hoàn toàn. Lệch hoàn toàn. 10 crit rate trở lên là xài được ha mọi người. Vô. Cảm ơn. Break. Được không? Được không? Ồ, 10 crit rate thiệt kìa. Vừa đẹp luôn. 10 crit rate và nó ngon hơn cái này. Ok, được upgrade rồi. Món đầu tiên upgrade của môi trời, ok. Thực sự là món đầu tiên upgrade của môi trời luôn. Đó, cái này là có tinh thông. Ít ngày 1 tỷ phòng ngự luôn. Nhưng ít ra là nó nhiều crit rate hơn. Nó nhiều crit rate hơn. Tấn công ok, hôm nay không có gì của Trang Sinoa. Nhưng mà sau 12 ngày farm 2400 nguyên thạch ở 2400 nhựa bỏ ra thì chúng ta đã có một món trình có thể gọi upgrade cho môi trệ ha mọi người. Rồi, nói chung là cũng không tệ cho lắm. Cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhá. Nay là ngày thứ 8, ngày thứ 13. Rồi, hôm nay ngày thứ 13. Hết hôm nay là 1600 nhựa sẽ được tiêu ha. Top 4% á là tốn tận 3 tháng. Cho nên là giờ cũng bình thường. Thấy cái này ngon, cái ly này ngon nè. Nó full HP á là mạnh luôn. Cái gì đây? What is this? Mà tính ra mình cũng đang thiếu nha, mình cũng đang thiếu. Nếu mà nó 35 CV thì ngon nha. Nếu 30 CV trở lên thì ngon, mình đang thiếu. Ok, cũng ổn, cũng ổn. Yo, 20 luôn. Và nó không vô HP lần nào. Ok. Để coi nó all in hay là nó rác. Ok, thử. 1, 2, 3. All in. Được không mọi người? 12%. Các thương bạo, hay là tỷ lệ bạo 12%. Mỗi cái này vô một lần. 12% là mỗi cái nó nhảy hơi lôn ha. 24% này cộng 6 và vẫn 30 ha. Giữ được. Mà hôm nay mình đủ gì? Đủ 39 luôn rồi. Ok, thì thôi làm một trap cho Sino luôn đi. Ok. Nếu mà đủ hết gì vào Casino rồi thì chuyển qua Zhongli luôn. Yeah, một trap cho Sino luôn, không phải một mỗi cái một ngày cho Sino nữa. Ok. Ba cái này đang cần, bốn cái này cũng được. Đó. Không ổn lắm. Anh có thể suy nghĩ. Để không ổn lắm. Này cũng bình thường. Cái cát HP. Cát HP. Ui. Biết vương. Ly lại đây, Ly HP. Đi offset là được người ta lôi vào dòng phụ không có gì. Uống cái nón, tăng trị liệu, tấn công. Cái thương bạo thì suy nghĩ. Phòng ngự, ok. Hay thiệt kia mọi người. Thử cái hai cái mình vừa roll được coi. À, mình nghĩ mình thử cái mũ trước ha. Cái mũ nó ít cơ hội hơn. Ok, đó. Rồi tới ma yếu luôn. Ê, một chuyên một trap lần này hơi rác à. Okay, cảm ơn mọi người, hẹn lại mọi người vào ngày mai nhá. Hôm nay là ngày thứ 15 hay 14 gì đó, theo mình nhớ là vậy. Ngày 14. Thank you.
Ok mọi người, hôm nay là ngày thứ 15. Hết hôm nay chúng ta sẽ chắc chắn chính thức sau hôm nay chúng ta sẽ tiêu được 3.000 nguyên thạch. À đâu, 3.000 nhựa, cứ lộn nhựa với nguyên thạch vậy. Ý suy nghĩ. Ý, hộ hai cái mũ. Ui, ái chà chà, hai cái mũ luôn. Suy nghĩ. Cũng được. Ok, cái này có tấn công liền luôn, mạnh á. Để coi lên thử lên lên 4 coi nó vô cái gì, hiệu quả nạp đi. B, mặc tiêu 100. Để tạm giữ đi. À không, thật ra cái này đang còn. Nếu mà xét theo đồ hiện tại thì mình không cần cái này bằng ha. Cho mình sẽ thử mình all in cái này trước. Để coi từ từ. Nếu mà vậy thì 16 đi. Rồi. Vô. Đúng. Mỗi cái một vòng. À không, thật ra tấn công hai vòng. Nhưng mà cơ bản là nó high roll cũng high roll ha, nó cũng khá là high roll. Và nó có hiệu quả nạp, nó không bị vô tấn công quá nhiều, cho nên là nếu cái này vô một lần nữa thì mình có thể xài được ha. Rồi. Ok, và nó hiệu quả nạp hai lần. Rồi giờ tới lượt hôm nay thử praise coi được không? Làm ơn vô tấn công và tỷ lệ bạo thôi, 10% tỷ lệ bạo tấn công, 10%, 15% gì đó là mạnh rồi, đúng không? Rồi, 2, 3, preach. Ê, từ từ, mém. 2, 3, preach. Làm ơn. Được không? Ui. Let's go. Cái này mạnh liền. Tỷ lệ bạo 12, tấn công 9%. Ui, thơm thế à. Chuyện cháy nè. Ui, nâng cấp thẳng luôn. Ui, ai. Kệ cái lông. À không có gì. Nhưng mà hôm nay được đúng set cần luôn là quá mạnh rồi. Ok, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Ngày thứ 16 nha mọi người. Ê, đang thiếu lông 3978 luôn kìa. Ui. Ôi cái. Ô. Ê mọi người. Đang kiếm vài. Ủa. 3978. Ủa. Và. Hả. Ủa. Làm im. Elemental Mastery Goblet Energy Recharge. Ok. Ê. Ôi. Ê. Hôm nay. Ôi. Tàn double crit không kìa. Vãi. Hôm nay căng. Hy vọng được. Tắt. Elemental Mastery. B. Bình thường. Physical Damage Bonus. Elemental Mastery HP 100 Energy Recharge. Được. Hy vọng nhiều, không biết đúng không nha. Rồi, có 4 thứ chúng ta có thể cút được hôm nay. Cái này thì mình all in luôn, nếu mà vô HP nhiều thì mình vui ha. Cái này bữa mình cút Sino nè mà không cần lắm. Các bạn cũng nhiều rồi, cho nên là chắc thôi. Được rồi, HP nhiều không? Ủa, 20% HP và Energy Recharge. Ồ, cái này thì giữ xài luôn á. Ồ, Shinobu đang cần nha. Đấy. Mạnh. Defend cũng được nhưng mà 20% HP là đang nhiều hơn hiện tại của Shinobu rồi. Giờ cái này là cái đầu tiên còn all in nè. Không chưa all in được. Rồi thử rồi. Mỗi cái một vòng. Ok. Và cái còn gửi hai vòng bỏ ha. Sure. Rồi cái tiếp theo là cái này. Ok, thử coi. Rage. Không đủ tốt. Này nó vô 2.
dòng HP. Cái này là 28 CV thôi, hơi buồn. Ok, nhưng mà cái quan trọng nhất của ngày hôm nay là cái này nè. Cái này mà nó vô hết là mình sẽ cái này mà chỉ cần vô mỗi cái một lần max thôi á, là mình sẽ được cái này mạnh hơn cái ly onset, mà mạnh hơn cái ly hiện tại mình đang có, mà offset nữa, và mình có thể thay được những thứ khác bằng offset ha. Ok, làm ơn please. Lần này mình xài thuốc xanh luôn à. Ok, mày xài thuốc luôn. Các thằng bạo tới nhà bạo please. 1 2. Great. Được không? À, nó lệch hết rồi, buồn thế nhờ. Hay dạ, nó vẫn max roll. Mà lệch hết ta, buồn thế. Buồn. Nó được cái ly sát thương nguyên tố không onset mà nó lệch hết vậy, hơi buồn nhờ. 7.8 cộng với lại 15.5 là nó vẫn là 20 mấy á nhờ. 15.5 cộng 7.8 là vẫn 23.2. Nó vẫn tốt hơn là cái ly hiện tại mình xài có của Faruza, nhưng mà nó không hiệu quả nạp bằng. Nó hơi buồn nhờ. Buồn thế. Ai biết, đúng là hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều thiệt á. Hôm nay có đồ mạnh nhưng mà không nâng được cái gì ngon hết. Đó là nguyên Max Roll. Mém nữa được cái Leon set ngon rồi, hơi buồn. Một trap Platinum mỗi ngày, let's go. Bình thường à. Ok, hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé. Ngày 17 nhé mọi người. Ok, ngày 17, let's go. Ở hôm qua được hai cái mình đang cần nâng cấp mà nó không vô được cái nào cũng hơi tiếc ha. Hôm nay còn vẫn hơi đau. Ăn sát thương nguyên tố hỏa. Ok, mình đang còn thiếu cái đó cho con Dobia ha. Ôi luôn hả mọi người. Cái đó là cái sát thương bạo kích cao nhất mà mình từng thấy trong một cái ly. Ê mọi người, cái này nó tới tận 43 CV cho một cái ly sát thương nguyên tố hỏa nha. Wow. Long. Không gì hết. Ok. Tổng kết mấy ngày hôm qua ha. Thì cơ bản là con môi trề của mình đã được tăng khá là nhiều crit rate và cũng giữ nguyên cái crit dam vừa qua, cũng khá là tốt. Và cuối cùng cũng tìm được một cái mũ thay thế cho cái mũ cũ. Và tìm được hai cái mũ luôn. Cái mũ này mình đang tính giữ cho Xian Yun hoặc là Xiao ha. Cái mũ này thì thực sự rất là mạnh, có thể thay thế được cái mũ cũ không hề có attack, khá là tốt ha. Cho nên là chúng ta cũng thay được cái ly này, tuy là nó vẫn không tối ưu vô lắm. Mọi người biết cái vụ đó rồi, cái vụ 3978 đó mình vẫn đang buồn ha. Cho nên là hơi buồn, chỉ cần thay cái mũ đó thôi và thay đồ lại cho nó không bị cap crit rate thì con môi trề của mình nó lên được top 1% ha, rất là mừng, rất vui luôn. Cuối cùng môi trề cũng đúng nghĩa là con men của ạc mình rồi. Hồi trước thì là Nahida với lại môi trề là hai con hiện tại duy nhất top 1% của mình ha, cũng rất là vui. Giờ chúng ta chỉ cần đợi một cái ly phong thực sự mạnh hơn cái ly này nữa thôi là chúng ta có thể cho con môi trề này lên top 1 luôn. Ok, thì cơ bản ly phong của offset cho nên là cũng không quá khó, mình nghĩ là vậy ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn kiếm được khá nhiều đồ khác cho con cho team. Ví dụ như là cái này của Barbara nè, rồi nói chung là cũng khá nhiều đồ khác. Cái này hình như cái này cũng của mình cũng kiếm được ở trong cái event lần này thì phải. Nói chung là và chắc chắn là thêm một vài cái, ví dụ như cái hiệu quả nạp tạm thời này, ly của Furina, ly của Yomiya vừa qua luôn. Nói chung là khá là vui ha. Và một cái mũ HP dành cho Baizu nữa, thậm chí cái mũ này luôn. Thì Sino mình cũng có một vài món, nói chung là đủ set rồi ha. Cũng
cái hành trình vừa qua cũng khá là vui, và nói chung là nếu mà mọi người thích cái video này á thì mọi người hãy like và subscribe để mà mình có thêm động lực để mình làm thêm một cái challenge này nữa, tại vì cái challenge này nó vừa tốn nguyên thạch, nó vừa khá là mệt mỏi nữa ha. Tại vì cơ bản là mình hơi thích tiêu xài, cho nên là việc cứ nhịn đủ năm nguyên thạch đủ năm nhựa mới cày thì nó cũng hơi khổ. Nói chung là cảm ơn mọi người vì đã coi video, và hẹn gặp lại mọi người trong cái video khác tiếp theo nha. Có thể là Yugi, có thể là Genshin. Nói chung là cũng khá là vui. Tạm biệt mọi người, bye bye.